Zone của mình hôm nay bắt đầu vào chế độ tập luyện anh em nhé. Qua bắt đầu là cho ăn 50g rồi. Để bữa trước thì nhảy găng thôi, ăn mắc nhảy găng, hôm nay qua tay. Đấy. Đứng độ tầm 3m thấy có vẻ thái độ cũng nhạy. Anh em tập ở nhà là một phần, cũng lên cái quan trọng vẫn lên ra bãi tập nhé. Ra bãi cho ăn, tập nhảy găng qua găng ngoài bãi cho nó quen, chứ không sau này đem bãi lạ lại cũng lại ngáo ngơ, lại mất một thời gian làm quen lại. Tốt nhất anh em lên tập ngoài bãi, tập chỗ đông người, công viên hoặc là bãi bãi trống bãi vắng cũng được. Nói chung sau này mình xác định thả đâu thì mình cho va chạm nhiều những nơi này. Đấy, đứng 10m là cũng qua tay này. Dòng lượn này thì anh em lưu ý tập qua tay, thì cứ mỗi miếng ăn nó qua tay ăn xong mình đặt nó về cầu nhá, cái đường phi về cầu, đường phi đừng ném lên cây dòng săn nhé. Dòng lượn anh em phải đặt nó về cầu vậy. Cái tầm này ăn được vài miếng là thái độ không tập trung nữa rồi này, đang ngáo ngơ gì xung quanh ấy. Chung là chim hiện trạng nó rất là béo, chưa tới cái tầm háu mồi đó. Thì bữa ban đầu ép thì anh em tập lên tập nhẹ này thôi, chẳng cần tăng khoảng cách xa đâu, 10m đổ lại hàng ngày cứ làm đi làm lại vậy thôi. Rồi thì tập nhảy từ dưới lên đấy, gọi là tập thể lực cho nó. Chim non mới biết bay nó bay cũng chập choạng, nhiều lúc nó còn chưa điều chỉnh hướng bay, nó bay vọt qua mặt mình. Bắt trước no đứng xa không ý kiến, nhưng mà đứng gần thì vẫn nhảy. Giờ lại thử đi ra xa xem, nhưng mà vẫn trong khoảng vi 10m đổ lại anh em nhé, không lên xa quá đâu. Đấy, lại quay đi rồi nhỉ? Nhìn trời nhìn đất này. Không ý kiến gì rồi. Vẫn bay tốt. Thịt anh em cắt nhỏ thôi, 50g hoặc là số lượng thịt hàng ngày anh em cầm đi cắt nhỏ thôi, thì mình tập được nhiều lần cho tới khi con chim cảm thấy nó mệt không chú ý ngồi nữa thì thôi, đút cho nó ăn hết đi. Còn thái độ nó vẫn cứ qua tay được thì mình vẫn cho qua tay hết số mồi nhá. Đó, nói chung cái bộ môn đẩy ải nó còn gian nan và vất vả lắm. Hôm nay đặt lại Hải Phòng trời nó còn đang mát buổi trưa đấy, ít đứa nắng há hốc mồm này cơ. No rồi, khả năng no rồi. À, vẫn bay. Mới bị bớt ăn từ có hôm qua rồi, bớt 50g thức ăn rồi, mà hôm nay thái độ cũng khá là ok đấy. Hàng ngày anh em cứ tập này thôi nhé, qua tay gần thôi, ép cân dần dần cho nó tới cái trọng lượng, để nó đạt tới cái trọng lượng háu mồi ấy, chúng lấy mình mới chơi được. Anh em tập vẫn phải buộc dây này nhá, chớ có dại mà bỏ dây ra đấy. Giật mình bay lên cây cái là mình lại thành khỉ ấy. Đấy đấy ạ. Lại nhìn chim trên trời kìa, nhìn chuồn chuồn bơ lác luôn. Chim nó béo, nó chỉ ăn vài miếng thôi, chả cần quan tâm đến mồi đấy.
quy trình thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi anh em nhé.